XWatch số 1 bảo hành hậu mãi. XWatch đồng hồ thật, giá trị thật. Xin chào quý vị khán giả quý channel. Sapphire là một chất liệu quen thuộc đối với đồng hồ, nhưng với một hãng đồng hồ nổi tiếng của Thụy Sĩ, họ lại coi đó là một nguồn cảm hứng để tạo nên một siêu phẩm đồng hồ giới hạn 22 chiếc trên toàn thế giới. Hãy cùng với channel khám phá chiếc Royber 4C Double Tourbillon 30 Degree Technique. Double Tourbillon 30 Degree Technique là một trong những chiếc đồng hồ đỉnh cao của sự trong suốt khi không sử dụng bất cứ một chất liệu kim loại nào ngoài mặt đồng hồ và vỏ case, cho phép quan sát được cấu trúc nhiều tầng bên trong cũng như là hệ thống chuyển động của nó. Được cắt từ một viên sapphire lớn trong suốt, chiếc đồng hồ này có đường kính là 38,4mm với lớp viền được thiết kế bo tròn. Đồng hồ được thiết kế với cơ cấu tourbillon nghiêng 30 độ. Bộ máy đồng hồ sử dụng loại caliber GF02S lên dây quắt bằng tay, bao gồm 396 chi tiết. Double Tourbillon 30 Degree Technique có 4 barrel xoay đồng trục, cho phép dự trữ năng lượng lên tới 120 giờ. Tourbillon của đồng hồ được đặt ở góc 30 độ có thể xoay mỗi phút một lần, và một tourbillon ngoài có thể quay 4 phút một lần. Và điều này mang đến cho người dùng một cảm giác như là đang đeo một nhà máy nhỏ trên cổ tay vậy. Mỗi một phần trong số 385 bộ phận của chiếc đồng hồ này đều được đồng bộ hóa một cách hoàn hảo. Khung đồng hồ với kích thước khá lớn là 47,5mm x 16,8mm. Hai bên mép được viền bằng titanium. Trong vài năm trở lại đây thì khái niệm đồng hồ trong suốt đã trở thành trào lưu mới trong thế giới đồng hồ xa xỉ. Đầu năm nay thì hãng Hublot đã giới thiệu mẫu đồng hồ Big Bang Unico Sapphire với thiết kế xuyên thấu 45mm, với vỏ đồng hồ đến benzen và mặt kính đều được chế tác từ đá sapphire. Tuy nhiên, chiếc đồng hồ của Royber 4C lại được nhiều chuyên gia đánh giá là có độ phức tạp hơn nhiều so với mẫu đồng hồ của Hublot và sử dụng nhiều sapphire hơn, bao gồm cả lớp viền và mặt ngoài. Chiếc đồng hồ được chế tác hoàn hảo bằng tay này thì sẽ là một phiên bản được bán tại Mỹ với 8 sản phẩm duy nhất trong thời gian 3 năm tới và trên toàn thế giới là 22 chiếc đồng hồ. Và đối với những người sẵn sàng chi trả hàng trăm ngàn đô la Mỹ để sở hữu một phiên bản của chiếc đồng hồ này thì thực sự đó là một sự ấn tượng rất lớn. Mức giá để có thể sở hữu chiếc đồng hồ này trên toàn thế giới với 22 phiên bản là 620.000 đô la Mỹ, tương đương với khoảng 13,1 tỷ Việt Nam đồng. Chắc chắn đó là một mức giá không tưởng đối với một chiếc đồng hồ. Đó là những hiểu biết của X-Channel về một trong những siêu phẩm rất ấn tượng với chất liệu là sapphire. Còn với các bác thì sao? Hãy chia sẻ suy nghĩ của mình ở phía dưới để cùng nhau bàn luận với X-Channel về chiếc đồng hồ này. Và đừng quên like và subscribe channel để cập nhật những video đồng hồ mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn đang theo dõi X-Channel, kênh review đồng hồ số 1 tại Việt Nam. Để cập nhật tất cả những video mới nhất và vô cùng hấp dẫn này của X-Channel thì hãy nhấn vào nút subscribe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!